câu 24 nó là một cái đường cong bậc hai chia bậc nhất và bây giờ nếu như nhìn cái này nghe như thì dặn nè à. mình phải xả phải nhìn tiệm cận đứng với tiệm cận xiên chứ tiệm cận đứng là ít bằng hai các em nhìn nữa không cho nên mình sẽ loại câu b và loại câu d tới mình sẽ nhìn cái đường tiệm cận xiên chú ý chỗ này nha đường tiệm cận xiên mình phải đi tìm rồi đường tiệm cận xiên uhm. thôi nhìn tiệm cận xiên hơi khoai những này dễ hơn nhìn dao oi các em phóng lên các em thấy cái dao oi ngay đây không thấy cái đường dao oi không nè phóng nha ngay đây nè có phải ngay 3 phần 2 không? nghe này có nghĩa là nếu x bằng 0, y phải bằng 3 phần 2 Như vậy giữa câu A với câu C, cái nào x bằng 0, y bằng 3 phần 2 Câu gì? Câu nào mà x bằng 0, y bằng 3 phần 2 Câu A Còn câu C là x bằng 0, y sẽ bằng 0 Cho nên lỗi câu C